Tiếp theo là combo 93, 10 cây nguyệt quế 100k bao phí ship luôn. Anh nào mua thì chuyển trước 100k luôn nha. Tại vì có 100k thì đâu có đặt cọc gì nữa. Đó. Cây nào nó cũng có bông có trái hết rồi nha quý vị. Trái nè, ra bông và đậu trái luôn nè. Nó nhỏ gì chứ nó già lắm rồi nha, tại cái này người ta gieo hạt nha quý vị. Gieo hạt nha. Đó nè, bông nè. Lô là lô cuối cùng luôn nha quý vị. Móc móc bán lại thôi chứ. Nè, bông nè. Rồi vậy thôi quý vị ha, nhú bông ra trơn rồi nè. Còn có lô cuối cùng á, 10 cây 100 mà bao phí ship luôn, tôi còn có 50 ngàn nha quý vị. Rồi xuống luôn ha quý vị ha. Cây nào cũng cao trên 4 tấc hết nha. Trên 4 tấc, hơn 2 gang tay rồi đó. Xuống luôn quý vị ơi. Cái lon bò cụm tới bên luôn nè. À.